안녕하세요. Xin chào tất cả các bạn. Nếu như ở video trước chúng ta đã có cách kết hợp với danh từ kết hợp với 뿐만 아니라 mà nghĩa là không những mà còn, thì bài ngày hôm nay chúng ta cùng nhau đi vào tìm hiểu cách kết hợp khi mà động từ hoặc là tính từ kết hợp với cái cấu trúc này. Thì chúng ta sẽ có, nó sẽ gắn thêm 을 hoặc là 뛴 và 뿐만 아니라 cũng mang nghĩa là không những mà còn. Thế thì như vậy khác so với danh từ, thì khi kết hợp với động từ hoặc là tính từ thì các bạn cần chú ý một chút về cái 을 hoặc là 뛴. Chúng ta sẽ có nhá, cái cấu trúc này nó mang nghĩa là không những mà còn hoặc là không chỉ mà còn. Nó thể hiện rằng ngoài cái việc A ra còn có cả việc B nữa. Ví dụ không những xinh đẹp mà còn học giỏi, thế thì ngoài cái việc xinh đẹp ra còn có cả học giỏi nữa. Hoặc là không những trời mưa mà còn lạnh. Thế thì các bạn để ý thấy rằng khi mà hai cái vế A hoặc là vế B đặt vào trong cái cấu trúc này thì thường A và B sẽ là những cái điểm tốt, đồng nhất đều là điểm tốt, hoặc nó sẽ là những cái điểm xấu. Như vậy nó đồng nhất nhé, hoặc là tốt hoặc là xấu. Và chúng ta đã có ở cái video trước mình hướng dẫn các bạn cách lắp ráp với danh từ 명사 kết hợp với 뿐만 아니라, các bạn xem lại nhé. Bài ngày hôm nay chúng ta sẽ có động từ hoặc là tính từ. 동사 động từ, 형용사 tính từ. Sẽ có động từ hoặc là tính từ chia ở thì hiện tại. Khi mà ở thì hiện tại hoặc là động từ hoặc là tính từ hiện tại thì các bạn sẽ có động từ hoặc là tính từ đó các bạn bỏ tà đi, gắn 을 hoặc 뛴 뿐만 아니라 vào gốc của động từ hoặc tính từ. Các bạn chú ý khoảng cách 을 hoặc là 뛴 nó sẽ đứng cách một chút so với 뿐만 아니라. Chúng ta sẽ có đối với những cái động từ kết thúc bằng phụ âm thì các bạn sẽ gắn 을 뿐만 아니라 vào gốc của động từ hoặc tính từ. Những động từ hoặc là tính từ kết thúc bằng nguyên âm, tức là không có phát chim ở dưới, thì các bạn sẽ gắn 뿐만 아니라 vào gốc của nó. Lát nữa thì chúng ta sẽ có những cái câu lắp ráp và các bạn sẽ hình dung rõ hơn. Nữa là chúng ta sẽ có những cái động từ hoặc là tính từ các bạn có thể chia ở thì quá khứ theo cái đuôi là áp hoặc là ot và kết hợp với 뿐만 아니라. Tức là đối với động từ hoặc là tính từ, các bạn có thể chia ở thì hiện tại này hoặc là quá khứ và kết hợp với cấu trúc này. Nữa là chúng ta còn có những cái từ kết hợp với y tả, những cái danh từ kết hợp với y tả mang nghĩa là. Thế thì khi mà kết hợp với y tả thì các bạn sẽ có là 뿐만 아니라. Y tả, các bạn có từ y sẽ gắn với 뛴 thành 뿐만 아니라. Chúng ta sẽ có những cái câu lắp ráp hoàn chỉnh như sau. 민서 thì không chỉ đẹp mà còn học giỏi nữa. 민서 không chỉ đẹp mà còn học giỏi nữa. Thế thì như vậy chúng ta thấy rằng đẹp này và học giỏi, hai cái vế rất là tương đồng, những cái gì rất là xuất sắc đúng không? Các bạn sẽ có một câu 민서는 예쁠 뿐만 아니라 공부도 잘해요. 민서는 예쁠 뿐만 아니라 공부도 잘해요. Mà nghĩa là 민서 thì không chỉ đẹp mà còn học giỏi nữa. 민서는 예쁠 뿐만 아니라 공부도 잘해요. 민서 không chỉ đẹp mà còn học giỏi. Như vậy chúng ta sẽ có là 예쁘다, 예쁘다 mang nghĩa là xinh đẹp. Và học giỏi, học tốt ấy là 공부 잘하다. 공부 잘하다, học giỏi. Thông thường các bạn chỉ cần nói là 민서 xinh đẹp và học giỏi thì các bạn có thể kết nối 예쁘다 và 공부 잘하다 bằng cái từ 고. 예쁘고 공부 잘해요. 민서는 예쁘고 공부 잘해요. 민서 thì xinh đẹp và học giỏi, nhưng mà thường khi mà sử dụng với 을 뿐만 아니라 thì nó nhấn mạnh hơn đúng không? Không chỉ thế này mà còn thế khác nữa, thì nó sẽ khác về cái mức độ diễn đạt so với cái từ 고 mà nghĩa là và đúng không? Và khi các bạn muốn nói rằng không chỉ đẹp mà còn như thế nào đó thì các bạn sẽ có để ý 예쁘다 nó kết thúc bằng một nguyên âm ư, nên các bạn sẽ gắn với 뿐만 아니라 gắn vào sau gốc của tính từ sẽ là 예쁠 뿐만 아니라, không chỉ đẹp mà còn. 민서는 예쁠 뿐만 아니라 공부도 잘해요. 민서 không chỉ đẹp mà còn học giỏi nữa. Như vậy các bạn chú ý về khoảng cách những cái cụm từ này, vị trí của nó cách xa nhau đúng không? Cách nhau, các bạn không biết liền nhé. Tiếp theo, Mai không những làm việc tốt, tức là làm việc giỏi đấy, mà tính cách cũng tốt, quá là ưu điểm đúng không? Làm việc tốt tức là trong công việc thì làm rất là tốt này, tính cách cũng tốt. Chúng ta có Mai 씨는 일을 잘할 뿐만 아니라
성격도 좋아요. 마이 씨는 일을 잘할 뿐만 아니라 성격도 좋아요. Mai thì không những làm việc tốt mà tính cách thì cũng tốt. Các bạn sẽ có. Ở đây gồm có động từ và tính từ. 일을 잘 하다. 일을 잘 하다. Làm việc tốt, làm việc giỏi. Và 성격이 좋다. 성격이 좋다. Tính cách tốt. Như vậy, bạn Mai này bạn có hai cái ưu điểm là 일을 잘해요 và 성격이 좋아요 và tính cách tốt. Thế thì khi các bạn muốn lắp ráp không những mà còn thì các bạn sẽ có không những làm việc tốt thì đầu tiên các bạn có động từ làm việc tốt nó sẽ đứng đằng trước của 뿐만 아니라 và đây thì các bạn thấy rằng 하다 nó kết thúc bằng một nguyên âm a nên các bạn bỏ tà đi gắn riêng 뿐만 아니라 vào gốc của động từ sẽ trở thành là 일을 잘할 뿐만 아니라 không những làm việc tốt mà gì gì đó và chúng ta có là 마이씨는 일을 잘할 뿐만 아니라 성격도 좋아요. Mai thì không những làm việc tốt mà tính cách cũng tốt. Và các bạn để ý rằng trong câu dùng để nhấn mạnh khi mà nói rằng cái gì đó cũng thì các bạn sẽ có cái từ tu đứng ngay sau cái danh từ thứ hai. Song kyok là tính cách, các bạn bỏ tà đi. À, bỏ cái tiểu từ y đi. Sẽ là song kyok tu chuaio. Như vậy, bỏ cái tiểu từ y này ở đây và thêm từ tu. Song kyok tu chuaio, tính cách cũng tốt. Câu lắp ráp thứ ba, công ty tôi không những lương cao mà kỳ nghỉ cũng dài. Không những lương cao mà kỳ nghỉ cũng dài. Các bạn sẽ có ở đây. 우리 회사는 월급이 많을 뿐만 아니라 휴가도 길어요. 우리 회사는 월급이 많을 뿐만 아니라 휴가도 길어요. Công ty tôi thì không những lương cao mà kỳ nghỉ cũng dài. Chế độ đãi ngộ rất là tốt đúng không? Các bạn sẽ có là 월급이 많다. 월급이 많다. Lương cao này. Và 휴가가 길다. 휴가가 길다. Kỳ nghỉ dài. Và như vậy chúng ta có là hai cái ưu điểm của công ty này đó là 월급이 많아요 và 휴가가 길어요. Lương cao và kỳ nghỉ dài. Và khi các bạn muốn sử dụng cái cấu trúc này để lắp ráp thì các bạn nói rằng không những lương cao mà còn thì các bạn sẽ có đầu tiên là 월급이 많다. Các bạn để ý thấy rằng tính từ của nó kết thúc bằng phụ âm nên các bạn sẽ gắn 을 뿐만 아니라 vào gốc của tính từ. 월급이 많을 뿐만 아니라 không những lương cao mà 휴가도 길어요 mà kỳ nghỉ cũng dài. Các bạn có 휴가 là cái kỳ nghỉ, 길다 là dài. Thế thì cái tiểu từ 가 này các bạn lược bỏ đi, thêm từ 도 vào để nhấn mạnh 휴가도 길어요, kỳ nghỉ cũng dài nữa. Một câu lắp ráp nữa, Trang không chỉ làm thêm mà còn đi giao hàng nữa. Trang thì không chỉ làm thêm mà còn đi giao hàng. Tức là ngoài cái công việc làm thêm này, bạn ấy còn thực hiện một cái việc nữa đó là đi giao hàng. Tức là làm hai việc cùng một lúc. Chúng ta có Trang 씨는 아르바이트를 할 뿐만 아니라 배달하고 있어요. 장 씨는 아르바이트를 할 뿐만 아니라 배달하고 있어요. Trang không chỉ làm thêm mà còn đi giao hàng nữa. Và chúng ta sẽ có làm thêm là 아르바이트를 하다. 아르바이트를 하다 làm thêm và đi giao hàng là 배달하다. 배달하다 mà nghĩa là giao hàng. Và như vậy, không những làm thêm mà còn thì các bạn sẽ có 아르바이트를 하다 kết thúc bằng một nguyên âm a. Các bạn gắn riêng 뿐만 아니라 vào gốc của động từ. 아르바이트를 할 뿐만 아니라 không những làm thêm mà còn. 장 씨는 아르바이트를 할 뿐만 아니라 배달하고 있어요. Các bạn có ở đây 하다 mà nghĩa là làm nhá. Thế thì đang làm thì các bạn sẽ có cái đuôi ở thì hiện tại tiếp diễn, động từ bỏ tà gắn cô 있어요 mà nghĩa là đang làm cái gì đó. Tức là cái thời điểm này bạn ấy vừa làm cái công việc là làm thêm vừa đi giao hàng. Một câu nữa là Minso không chỉ đọc sách nhiều mà xem phim cũng nhiều. Minso không chỉ đọc sách nhiều mà xem phim cũng nhiều.
các bạn có 민서 씨는 책을 많이 읽을 뿐만 아니라 영화도 많이 봅니다. 민서 씨는 책을 많이 읽을 뿐만 아니라 영화도 많이 봅니다. 민서 thì không chỉ đọc sách nhiều mà xem phim hoặc là mà phim cũng xem nhiều. Các bạn có hai cái động từ đó là 책을 읽다, 책을 읽다, đọc sách, và xem phim là 영화를 보다, 영화를 보다, xem phim. Các bạn thấy rằng thông thường chúng ta chỉ cần kết nối là 민서 đọc sách nhiều và xem phim nhiều thì chỉ cần nói là 책을 많이 읽고 영화를 많이 봐요. Tức là chỉ cần kết nối bằng cái từ 고 thôi đúng không? Một cái hình thức kết nối để trần thuật một cách đơn giản. Nhưng khi mà các bạn sử dụng với 을, 뿐만 아니라 thì nó thể hiện cái sắc thái biểu đạt nhấn mạnh hơn, không những thế này mà còn thế khác nữa. Và các bạn sẽ có nhá, khi mà các bạn nói là 책을 읽다 mà nghĩa là đọc sách. Thế thì đọc sách nhiều thì các bạn sẽ thêm cái từ 많이, 많이 và đằng trước của động từ 많이 읽다, đọc nhiều, 많이 보다, xem nhiều. Và chúng ta nói rằng không những đọc sách mà còn thì các bạn sẽ có là 책을 읽을 뿐만 아니라, không những đọc sách mà còn 영화도 많이 봅니다, mà còn xem phim nhiều. Ở đây thì động từ 읽다 nó kết thúc bằng phụ âm nên các bạn sẽ gắn 을 và các bạn sẽ đọc nối âm là 읽을 뿐만 아니라, không những đọc mà còn gì gì đó. Một câu nữa, hôm nay không những tâm trạng không tốt mà đầu cũng đau nữa. Như vậy các bạn có hai cái sắc thái, thứ nhất là tâm trạng không tốt này, thứ hai là đầu bị đau này, hai cái không tốt cùng xảy ra. Thì các bạn sẽ có một câu hoàn chỉnh như sau. 오늘은 기분이 안 좋을 뿐만 아니라 머리도 아파요. 오늘은 기분이 안 좋을 뿐만 아니라 머리도 아파요. Hôm nay không những tâm trạng không tốt mà đầu cũng đau nữa. 오늘은 hôm nay 기분이 안 좋다 mà nghĩa là tâm trạng không tốt, và 머리가 아프다, 머리가 아프다 là đau đầu. Thế thì các bạn thấy rằng không những tâm trạng không tốt thì các bạn sẽ có 기분이 안 좋다. Các bạn thấy rằng cái từ 좋다 nó kết thúc bằng phụ âm, các bạn bỏ tà đi, gắn 을 뿐만 아니라 vào gốc của tính từ. 기분이 안 좋을 뿐만 아니라 머리가 아파요, tâm trạng không tốt mà đầu đau nữa. Và khi các bạn muốn nhấn mạnh một chút thì các bạn sẽ có cái tiểu từ 가 này, các bạn lược bỏ đi thêm từ 도, 머리도 아파요, đầu cũng đau. 오늘은 기분이 안 좋을 뿐만 아니라 머리도 아파요. Hôm nay hoặc là trời hôm nay không chỉ lạnh mà còn mưa nữa. Trời hôm nay không chỉ lạnh hoặc là không những lạnh mà còn mưa nữa. Nếu các bạn nói rằng trời hôm nay lạnh và mưa thì đơn giản chỉ là nói rằng lạnh và mưa thì cũng không có cái sắc thái gì biểu đạt rõ ràng đúng không? Nhưng khi các bạn nói là không chỉ lạnh mà còn mưa nữa thì cái cảm giác lúc đó rất là chán, lạnh và còn mưa nữa cơ. Thì các bạn sẽ có là 오늘 날씨가 추울 뿐만 아니라 비도 와요. 오늘 날씨가 추울 뿐만 아니라 비도 와요. Trời hôm nay không chỉ lạnh mà còn mưa nữa. Vừa lạnh vừa mưa thì thời tiết rất là xấu đúng không? Các bạn có 날씨가 춥다, 날씨가 춥다, trời lạnh, và cái động từ là 비가 오다, 비가 오다 là trời mưa. Thế thì thông thường các bạn thấy rằng không chỉ lạnh thì tức là các bạn sẽ có cái động từ, cái tính từ 춥다 này đứng đằng trước của 뿐만 아니라 đúng không? Và thông thường các bạn sẽ ngay lập tức cộng với 을 뿐만 아니라 vì các bạn thấy rằng nó kết thúc bằng phụ âm. Nhưng đây là một trường hợp đặc biệt các bạn nhé, trường hợp bất quy tắc của phụ âm 비읍, đó là khi theo sau của nó. Khi mà các bạn muốn kết hợp ấy, với kết hợp thì các bạn cần phải biến đổi 비읍 thành 우, sẽ thành 추우, 춥다 sẽ thành 추우, và khi đó các bạn sẽ coi nó là cái trường hợp không có phụ âm dưới, các bạn sẽ gắn riêng 뿐만 아니라 vào gốc của tính từ, sẽ là 추울 뿐만 아니라, mà nghĩa là không chỉ lạnh mà còn, hoặc là không những lạnh mà còn. Thì như vậy các bạn cần chú ý tất cả những cái trường hợp mà động từ hoặc là tính từ
có gốc là phụ âm biup. Khi mà kết hợp với cấu trúc này thì đầu tiên các bạn cần phải biến đổi cái biup biup thành u, chu u, và các bạn sẽ gắn kết nối sau. 오늘 날씨가 추울 뿐만 아니라 비도 와요. 비가 오다. 비가 와요. Trời mưa. Các bạn bỏ cái ka này đi, thêm từ do. Thực ra thì các bạn có thể nói rằng 추울 뿐만 아니라 비가 와요. Không sai, nhưng mà thường khi người ta nhấn mạnh ý, thì người ta thêm cái từ do này vào. Và khi thêm cái từ này thì các bạn sẽ bỏ cái tiểu từ ka này đi. Một câu nữa là không những mất ngủ mà còn đau đầu nữa. Không những mất ngủ mà còn đau đầu nữa. Mất ngủ này và đau đầu. Chúng ta sẽ có 잠이 안 왔을 뿐만 아니라 머리도 아팠어요. 잠이 안 왔을 뿐만 아니라 머리도 아팠어요. Không những mất ngủ mà còn đau đầu nữa. Các bạn có mất ngủ là 잠이 안 오다. 잠이 안 오다 nó nghĩa là mất ngủ. Các bạn có 잠이 오다 là đi vào giấc ngủ. Còn cái từ 안 là cái từ phủ định đứng đằng trước của động từ. Thì cả cái cụm này các bạn hiểu là mất ngủ, không ngủ được. Và 머리가 아프다. 머리가 아프다 mà nghĩa là đau đầu. Thế thì không những mất ngủ mà còn đau đầu. Thì các bạn sẽ có 오다, động từ 오다 ở đây. Nó kết thúc bằng một nguyên âm O. Nên các bạn sẽ gắn 질 뿐만 아니라 vào gốc của động từ. 잠이 안 올 뿐만 아니라 mà nghĩa là không những mất ngủ mà còn. Nhưng mình lưu ý rằng trong câu này, khi mà các bạn muốn trần thuật lại, tức là chia cái động từ ở thì quá khứ nó đã xảy ra rồi, khi mà muốn hồi tưởng lại, ví dụ là hôm qua ấy, 어제 잠이 안 왔을 뿐만 아니라 머리도 아팠어요. Khi muốn nói về cái thời điểm là ngày hôm qua, 어제, thời điểm quá khứ, thì các bạn sẽ có cái động từ các bạn sẽ chia theo đuôi at hoặc là ot kết hợp với 을 뿐만 아니라. Ở đây thì từ 오다 khi các bạn chia theo đuôi quá khứ thì sẽ chuyển thành 왔다, 왔다 như thế này, 왔다. Và các bạn bỏ 다 để gắn 을 뿐만 아니라 vào gốc của động từ. Như vậy các bạn sẽ có là 잠이 안 왔을 뿐만 아니라 머리도 아팠어요. Hôm qua thì tôi không những mất ngủ mà còn đau đầu nữa. Còn khi mà các bạn muốn sử dụng, muốn nói câu này là ở cái thời điểm hiện tại tôi mất ngủ và tôi không những mất ngủ mà tôi còn đang đau đầu nữa, thì các bạn sẽ có là 잠이 안 올 뿐만 아니라 머리도 아파요. Như vậy nhé. Còn thường khi mà các bạn nói chia theo đuôi quá khứ ấy, đã thể hiện cái sự trải nghiệm ấy, là không ngủ được, đã không ngủ được mà còn đau đầu, tức là cái sự việc mất ngủ ấy thì nó đã xảy ra rồi, thì các bạn hồi tưởng lại, các bạn nói lại thì các bạn sẽ chia theo đuôi quá khứ 잠이 안 왔을 뿐만 아니라 머리도 아팠어요. Ở đây thì cái từ trợ từ tiểu từ ca cũng được bỏ đi, thêm từ do. Các bạn chú ý cái cấu trúc này, không những mà còn. Cái vế đằng sau ở cái vế B ấy, danh từ của nó rất hay đi kèm với từ do để nhấn mạnh. Tiếp theo chúng ta sẽ có một cái câu, câu này kết hợp với y tá. Người đó không chỉ là bác sĩ mà còn là giáo sư nữa. Không chỉ là bác sĩ mà còn là giáo sư, tức là không chỉ là cái này mà còn là cái khác. Thì đây là cái trường hợp kết hợp với y tá. Trong trường hợp này thì các bạn chú ý, các bạn sẽ có như sau. 그분은 의사일 뿐만 아니라 교수님도 있습니다. 그분은 의사일 뿐만 아니라 교수님도 있습니다. Cái vị đó là người đó không chỉ hoặc là không những là bác sĩ mà còn là giáo sư nữa. Thì bạn sẽ có 의사 là bác sĩ, còn 교수님, 교수님 giáo sư. Thế thì các bạn sẽ có ở đây. Khi mà nói là không những là cái này mà còn là cái khác, ví dụ như là không chỉ hoặc là không những là bác sĩ, thì các bạn sẽ có 의사. Và ở đây thì khi mà kết hợp nó mang nghĩa là thì kết hợp với cấu trúc này thì các bạn sẽ có là 일 뿐만 아니라. Thực chất ở đây nó chính là của cái từ 이다 mang nghĩa là. Và các bạn khi mà nói là cái gì đó thì các bạn sẽ bỏ 다 đi và gắn 리엔 và sau đó gắn 뿐만 아니라. Và chúng ta sẽ viết nói đơn giản là các bạn sẽ kết hợp với 일 뿐만 아니라. 의사일 뿐만 아니라, không chỉ là bác sĩ mà còn 교수님도 있습니다, mà cũng còn là giáo sư nữa. Các bạn có ở đây 그분 có nghĩa là cái vị đó, 그분 vị đó, vị ấy. 분 là một cái từ kính ngữ thay cho từ 사람.
Các bạn có Saram là người, nhưng khi các bạn muốn thể hiện cái sự tôn kính, thường khi mà nói về những người có địa vị, có chức vị như là bác sĩ hoặc là giáo sư, giáo viên chẳng hạn, thì thay cái từ Saram, thay cái từ người bằng cái từ vị là từ 분. 그 분은 의사일 뿐만 아니라, không những là bác sĩ, 교수님도 cũng còn là giáo sư nữa, 이십니다, cũng còn là giáo sư nữa, mà còn là giáo sư nữa. Ở đây các bạn có từ 이, thực chất đó là 이다, mà nghĩa là. Và từ 시 ở đây các bạn hiểu chính là một cái từ kính ngữ, gốc của nó chính là từ 시. 시다, ở đây là 시다, mang nghĩa từ này thì được thêm vào sau 이다. 이다 các bạn sẽ bỏ 다 đi và gắn từ 시, sẽ là 이시다. Đây là một từ thể hiện kính ngữ trang trọng đối với những người mà chúng ta muốn thể hiện sự tôn kính, những người lớn tuổi hoặc là những người có địa vị. Và cái từ 시다 này khi các bạn chia theo đuôi trang trọng là đuôi 니다 thì các bạn sẽ gắn 비읍 니다 vào. 교수님도 이십니다. Còn khi các bạn muốn chia theo đuôi yo ấy, thì cái từ 시 chuyển thành 세요. Các bạn không nhầm lẫn 세요 là cái đuôi đề nghị hãy làm cái gì đó nhé, mà trong cái trường hợp này các bạn hiểu nó bằng nghĩa là 그분은 의사일 뿐만 아니라 교수님도 이세요. 이세요 hoặc 이십니다 đều là hai cái hình thức đuôi cộng trang trọng. Như vậy qua cái ví dụ này các bạn thấy rằng khi mà nó kết hợp với 뿐만 아니라, khi nói về là cái này, không chỉ là cái này mà còn là cái khác, không chỉ là bác sĩ mà còn là giáo sư, thì các bạn sẽ có danh từ cộng với 일 và 뿐만 아니라, không chỉ là cái này mà còn là cái khác. Các bạn chú ý nhé. Vừa rồi chúng ta đã có những cái câu lắp ráp kết hợp với động từ, với tính từ và với vị từ 이다. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần luyện tập. Đơn giản thôi, các bạn hãy đặt 5 câu với cái cấu trúc chúng ta vừa học và hãy để lại phần bình luận của mình ở dưới video này nhé. Chúc các bạn sẽ ghi nhớ và sử dụng thật là thành thạo cái cấu trúc này. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nhé. 여러분, 다음 시간에 또 만나요.